120 người ở trên phòng cao. Có nghĩa là trên phòng cao đó có 120 người, thì tổng cộng 120 người đó được đầy dẫy Thánh Linh, chứ không phải 119 người hay là 110 người. Chúng ta thường discount bớt, bây giờ phân nửa hội thánh nói tiếng lạ, phân nửa hội thánh không nói tiếng lạ, không được. 100% nói tiếng lạ. Bởi vì sao? Đó là được Thánh Linh ban cho tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta gì? Cứng lòng. Lúc đó 120 người đều mở lòng ra để đón nhận. Thì cái bài số 2 này nói về conviction, có nghĩa là sự bắt phục. Trong Kinh Thánh có sự bắt phục. Bắt phục không phải Chúa ép chúng ta, bắt phục có nghĩa là Chúa cho điều tốt mà chúng ta phải thực hiện. Thành về việc Etienne bị giết. Trong ngày ấy, hội thánh ở Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Samari. Nói về vấn đề được đầy dẫy Thánh Linh, được Chúa báp tên Thánh Linh, vô cậu nói sao bị bắt bớ. Lý do tại sao chúng ta bị bắt bớ? Bởi vì chúng ta thấy bình thường. Cái gì mà nó bình thường á thì chúng ta không cảm nhận được. Đến khi chúng ta bị bắt bớ rồi thì chúng ta mới làm gì? Mới kiếm Chúa, phải không? Có chuyện rồi mới kiếm Chúa, có hoạn nạn rồi mới kiếm Chúa. Thấy nguội lạnh chúng ta thấy bình thường, thôi mỗi ngày đừng có đụng tới tôi ok. Nhưng mà đến hoạn nạn rồi chúng ta mới tìm Chúa, thì lúc đó Chúa mới dùng cái điều xấu xa, điều bại hoại, điều hoạn nạn đó mà Chúa lật đổ, thay đổi tất cả những gì xấu xa đó, mà Chúa đem sự tốt lành đó là sự mới mẻ. Vì lúc đó sứ đồ Phaolô đang tán thành việc giết người. Chúng ta thấy cái việc mà bắt bớ là một chuyện bình thường, mà việc giết người là phải xử tử. Nhưng mà tại sao lại cho phép? Ê-tiên là một trong những sứ đồ bị giết chết, mà sứ đồ Phaolô phạm tội gì? Giết người. Ông phải gì? Xuống địa ngục. Đối với Đức Chúa Trời, dẫu luật Do Thái nha, ông là thầy cũng thuộc dòng thầy thông giáo, nhưng mà nếu mà ông phạm tội điều đó trước mặt Đức Chúa Trời, ông phải xuống địa ngục. Nếu giả sử bây giờ chúng ta nói là sứ đồ Phaolô không tin Chúa Giê-xu, nhưng mà ông đi theo Do Thái giáo, dựa trên luật Do Thái giáo, ông cũng phải bị chết. Chúng ta nhớ. Thành ra có những lúc Chúa thấy điều đó mà Chúa cho một cái ân điển cho ông. Cái grace của đời chúng ta, không phải Chúa chọn Phaolô một người đặc biệt, nhưng mà Chúa cho một cái cơ hội để ông không đi xuống địa ngục. Chúng ta, Chúa cho chúng ta một cơ hội để chúng ta không đi xuống địa ngục, dẫu chúng ta giết người. Giết người không phải là lấy dao giết, có nhiều cách giết người khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy nè, một câu nữa nè, ngoại trừ các sứ đồ, có nghĩa bắt bớ mọi người, nhưng mà tại sao Chúa để ngoại trừ các sứ đồ không bị bắt bớ? Tất cả những người kia bắt bớ, ngoại trừ 12 sứ đồ của Chúa, còn 11 ông. Ông kia là chết queo rồi. 11 ông kia còn sống. Sau đó ông vốt con mà thề vô. So anyway, tại sao ngoại trừ 12 sứ đồ được sống? Bởi vì sao? Cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta trong cái đại dịch xảy ra, có nhiều người chết, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn sống, phải không? Đáng lẽ cũng chết hết rồi. Mấy người chúng ta yếu là đáng lẽ cũng phải chết rồi. Nhưng mà Chúa để chúng ta sống bởi vì cái kế hoạch của Ngài. Chúa hứa gì? Tại vì trước đó Chúa hứa các môn đồ như thế nào? Ta không lìa bỏ con, ta không để con mồ côi đâu. Chúa Giê-xu hứa. Chúa Giê-xu hứa chúng ta không? Chắc chắn. Thành ra tại sao chúng ta sợ chết, không? Có một số người hay sợ chết là vậy. Tại vì chúng ta quên cái câu mà Chúa suy hướng. Chúa không để chúng ta mồ côi. Thành ra chúng ta đôi khi chúng ta nói tôi rất là cô đơn. Thường thường mấy người mà bước vào trong chức vụ rất là cô đơn. Tại vì thường thường chúng ta dễ bị tấn công. Vô bước vô chức vụ là dễ bị tấn công. Thành ra chúng ta cảm thấy cô đơn. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói, con không bao giờ cô đơn, mà ta cũng không để con mồ côi, và con, ta luôn luôn ở cùng con. Đó là lời hứa của Chúa. Thành ra Chúa mới giữ tất cả các sứ đồ của Ngài còn sống. Tại vì Chúa nói là ta giữ con. Chúng ta cũng vậy. Từ một người tín hữu tầm thường bị bắt bớ thì trở thành một sứ đồ. Còn chúng ta qua Mỹ, từ một sứ đồ trở thành tín hữu tầm thường. Vậy có rất nhiều người Việt Nam hồi mới qua Mỹ á, ai nấy nóng cháy lắm. Sứ đồ này, sứ đồ nọ, tiên tri này, tiên tri nọ. Vài bữa sau đi làm bị cài chết bỏ luôn. Làm luôn ngày Chủ nhật. Thôi lúc đó là không còn ngồi sứ đồ nữa. Lúc đó là tín đồ bình thường. Đã chứng kiến không? Nhưng mà khi mà chúng ta biết rồi, khi chúng ta bị bắt ớ, chúng ta sẽ trở thành sứ đồ. Cuộc đời chúng ta càng hoạn nạn càng nhiều, thì chúng ta sẽ được sự kêu gọi của Chúa đó. Chuẩn bị đi, ai đang bị hoạn nạn, ai đang bị bắt ớ. Hay chúng ta bắt bớ người khác đó, là không khác ha.
Chúng ta đang bị bắt bớ thì chuẩn bị sửa soạn làm sứ đồ. Còn chúng ta đang bắt bớ người khác á, chuẩn bị. Không nói chấm chấm chấm. Ai cũng nói này làm. So, bây giờ bước qua câu đoạn 8 câu 4 này như thế này. Vậy những người tan lạc bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Có nghĩa là họ bị bắt bớ, họ tan lạc. Tan lạc không có nghĩa là họ bỏ Chúa. Họ làm gì? Họ vẫn truyền giảng tin lành. Chúng ta bị bắt bớ là chúng ta quay đầu lại nói xấu kia liền. Nhưng mà đối với các sứ đồ sao? Chúng ta họ bị bắt bớ thì họ càng đi làm chứng nhiều hơn. Mà chúng ta coi nè, trong cái đoạn này chúng ta đọc qua cái câu tới chúng ta sẽ hiểu. Philip đi xuống thành Samari, rao giảng đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông, vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám, nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Chúng ta thấy ba điều mà thấy nè, dấu lạ xảy ra phải không, chữa lành được nè, rồi nữa tất cả linh gì tùm lum la linh á đi hết. Tại sao vậy? Bởi vì thần của Đức Chúa Trời. Chúng ta bị bắt bớ, thường thường chúng ta bị bắt bớ chúng ta làm gì? Chúng ta đem linh nó vô tẩy, linh gì? Linh cay đắng. Linh giận dờ, giận dỗi, linh này linh kia đem vô những cái linh đó. Nhưng mà đối với Philip sao? Họ bị bắt bớ. Họ đâu có hận sứ đồ Phaolô tại họ đã chứng kiến giết Ê-tiên. Nhiều người chứng kiến họ ném đá Ê-tiên lúc đó. Mà họ không giận, nhưng mà họ về bắt bớ, họ đi ra truyền giảng, thì càng đi ra thì càng có nhiều phép lạ hơn nữa. Đó là sứ đồ, chứ không phải tín đồ. Đó là sứ đồ vì dấu lạ xảy ra. Mà một điều tôi thấy nè, khi có dấu lạ xảy ra thì càng nhiều người được tin Chúa, chứ không phải họ được lành không rồi giống như 10 người 10 bệnh phung, chính kia đi mất tiêu còn người trở lại đó. Cái này là tất cả mọi người chăm chú đi theo. Họ học đạo, họ theo Đức Chúa Trời. Vì chúng ta thấy lúc này, ông Philip, ông đi đâu? Ông đi xuống vùng Samari. Đúng rồi, ông dưới đi lên chứ. Không biết ông đi lên hay xuống, tự nhiên quên tốt rồi. Đại khái là vùng Samari, coi cái bản đồ nè. Đi lên phải không? Đi lên, ông dưới lên phải không? À, ngồi bản đồ mà nhớ lại. Chúng ta thấy cái Samari, chỉ Samaria đó, nguyên cái vùng giữa đó. Họ đi, họ làm chứng ngay tại vùng đó. Vùng Samaria là vùng đó là gì vậy? Chúng ta nếu mà đọc trở lại các vua nhất á, đoạn khoảng đoạn 16 đó, thì lý do mà họ không thờ Đức Giê-hô-va một mình á, bởi vì thời vua Ahab, ổng đem gì? Ổng đem thần Ba-an vô thờ luôn. Có nghĩa là thờ Đức Chúa Trời, thờ thương thần Ba-an. Thì thành ra họ bị lai, cho nên tôi nói dùng chữ lai không phải là họ lai nhiều màu, nhưng mà họ cưới gả những cái người ngoại, rồi họ sống chung với nhau, cũng người Do Thái thôi, nhưng mà họ làm gì? Họ thờ tất cả các thần, họ thờ hết tất cả các thần. Thì trong đó, thì lúc đó người ông Philip ổng đến người đó làm chứng. Thường thường chúng ta đi đâu làm chứng, đi nơi nào làm chứng, cái nơi đó có nhu cầu làm chứng. Bây giờ nơi nào có nhu cầu làm chứng? Trong thời bây giờ chúng ta thấy đám đông đi theo được chữa lành. Tại sao phép lạ xảy ra trên người ngoại nhiều hơn con cái Chúa? Chúng ta để, tôi cũng để ý rất là nhiều lần, tại sao phép lạ chữa lành rất là nhiều người chưa tin Chúa? Chúng ta thấy ở bên những cái quốc gia mà chậm tiến á, những người đó chưa biết Chúa là ai trơn á, họ không biết Chúa Giê-xu là ai luôn nè. Nhưng mà tất cả những người giáo sĩ tới đó đặt tay là họ lành. Người què đứng dậy đi, câm nói được, điếc, kể sạn thận mà văng ra cục sạn luôn nữa. Tại sao vậy? Họ không biết Chúa nha. Đối với cái quan điểm chúng ta là khi mà chúng ta chỉ tin Chúa Giê-xu thôi là được, phải mới được chữa lành, còn không tin tốn thì còn nguyện, phải không? Thường thường số người quá gắt nói không tin tốn còn nguyện nha. Giờ phải tin Chúa Giê-xu tôi mới còn nguyện. Nhưng mà sao? Chúa làm phép lạ cho tất cả mọi người vì một lý do như thế này. Chúa thấy được tâm lòng của những người đó. Bởi vì sao? Họ đi theo thần Ba-an, nên nhớ rằng thần Ba-an, thần rất là lớn.
ở Việt Nam tôi nhớ ở Việt Nam thường thường hay sợ mấy cái miếu á. Ở đây ai ở quê sợ? Đi ngang mấy cái mồ mả không sợ, mà đi ngang mấy cái miếu á, người ta rất sợ, sợ nó ám. Thành ra trong tư tưởng của con người chúng ta, thấy cái gì mà nó cao lớn, mà nó mạnh á, thì chúng ta rất là sợ. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Chúa đạt để chúng ta nơi đó, để chúng ta có sự vững tâm. Bây giờ á, hầu như các con cái Chúa có sợ đến những cái chùa miếu không? Tôi không kêu quý vị đi chùa nha, tôi không xuống đi chùa nha. Nhưng mà chúng ta có sợ đi vào đó không? Trước khi tin Chúa đó, thì chúng ta không thấy gì xảy ra. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi, chúng ta bước vào những cái miếu đó, chúng ta thấy có sự rùng rợn trong đó, phải không? Nó có cái gì nó khác biệt. Vì như thế nào? Vì cái sự vận hành trên cái thế giới linh. Trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không có thiên binh thiên sứ của Đức Chúa Trời đi theo canh giữ chúng ta. Mà sau khi chúng ta tin Chúa thì Ngài sai thiên binh thiên sứ của Ngài đi cùng chúng ta. Cho nên Ngài đã báo chúng ta, cho nên cái những cái cảm giác chúng ta thấy đó là chính Đức Thánh Linh cho chúng ta qua những cái hành động của thiên sứ của Ngài đi theo để canh giữ chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta đi nơi này nơi kia nọ đó, Đức Thánh Linh sẽ cho những điều đó cho chúng ta thấy được chỗ đó thấy gì nó sai sai, có chỗ gì nó thấy nó không được tốt, thì chúng ta biết chắc rằng lúc đó có thiên sứ của Ngài đang ở cùng chúng ta. Thì đây là cái tâm linh mà chúng ta phải hiểu được. Bây giờ đến với cái phần này á, tại sao người Samari họ lại thờ nhiều thần? Lý do là họ đã bị dòng dõi của họ bắt đầu. Chúng ta người Việt Nam cũng vậy. Tại sao chúng ta thờ nhiều thần? Bởi vì dòng họ của chúng ta. Tại chúng ta nếu mà bỏ không thờ những thần đó thì sao? Tại sao bỏ ông bỏ bà phải không? Nói đủ điều hết trơn để cho chúng ta cảm thấy tự ái. Nói đến lúc mà chúng ta cảm thấy tự ái, chúng ta nói thôi, hồi để tôi lấy nhang tôi thắp lại đại đi, để cho nó êm chuyện đó. Thường những người chúng ta hay bị áp lực. Tôi biết một số gia đình chúng ta dễ bị áp lực đó. Đến gia đình nào bị áp lực cái đó rất nhiều. Vì sao? Vì dòng dõi của chúng ta đã bắt đầu. Người Samari đó là mình đó. Mà Chúa đã sai Philip tới. Chúng ta có thể là Philip trong gia đình của mình. Chúa sai chúng ta đến dùng Samari đó để giải quyết một vấn đề như thế này. Bây giờ trong thành đó có một người tên Simon, trước kia hành nghề ma thuật, tự cho mình là người vĩ đại, làm cho dân Samari kinh ngạc. Mọi người từ trẻ đến già đều nghe theo ông, nói rằng người này là quyền năng của Đức Chúa Trời, gọi là đại năng. Khi mà thấy đi vô thì có gì? Cái thế giới linh nó sẽ báo cho một cái thế giới kia biết liền. Có ông này sứ đồ Philip đó nha. Bên kia nó báo cho ông gì? Simon. Mấy ông thầy bói ra, mấy ông thầy bà, mấy ông thầy chú gì đó đi ra để chiến đấu với ta. Chúng ta đi đến đâu cũng vậy, chúng ta sẽ thấy gì? Có những cái thế lực nó đưa người tới. Mà làm có thể không phải ma thuật giống như thời xưa, nhưng mà nó có những người, ồ ông này bác sĩ, ông này kỹ sư, ông này luật sư, ông gì sư á, để cho chúng ta sợ. Đem những ông đó ra. Ma quỷ nó sẽ khiến những người đó, nơi đó chúng ta sẽ sợ. Tại vì sao? Ồ ông đó học cao, ông có bằng tiến sĩ nữa, mình đâu có học, mình dốt mới học lớp 3, lớp 4 sao nói lời ông, phải không? Đó, thì cái đó là cái thế giới linh nó cho chúng ta gì? Tự nhiên chúng ta thấp. Bởi vì ông sao? Ông cho ông là vĩ đại chứ không phải ai cho ông vĩ đại đâu. Bây giờ đến cái việc hành nghề như thế này, họ hành nghề để làm gì? Những người thuật sĩ đó, hay là thầy bói, thầy chú gì đó, họ có một cái lời nguyền. Họ có lời nguyền với tổ của họ. Mà tổ của họ hay là Satan. Chúng ta biết những người hành nghề ma thuật đều phải bái tổ. Mà tổ của họ là ai? Satan. Chúng ta mà info với tất cả những người nào bái tổ này nọ đó là hoàn toàn 100% đó là một quyền lực Satan. Khi mà họ hứa với Satan rồi đó, hứa với ma quỷ rồi á, mà họ mà không làm theo đó là nó giật cho chết luôn. Thành ra họ không dám ra. Cho nên đôi khi chúng ta đến nơi nào đó chúng ta làm chứng á, họ muốn tin Chúa nhưng mà không dám tin. Bởi vì sao? Họ đã hứa bên kia rồi, hứa quá nhiều bên kia rồi. Thành ra khi mà chúng ta đừng có cảm thấy mình thất bại, mình đến đâu đó, mình một người Chúa sai mình đến nơi đó mà mình cảm thấy mình thất bại á, không phải lỗi của chúng ta, bởi vì bên kia nó đã hứa rồi. Chúng ta ráng kéo ra làm sao? Nhưng khi họ đã tin Philip, người rao giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho họ,
thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp tem. Chính Simon cũng tin. Sau khi nhận báp tem, ông ở luôn với Philip, thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc. Chúng ta thấy ông lúc đó là ông là người vĩ đại phải không? Ông nói là ông bự, nhưng mà sao? Chúa làm. Thành ra chúng ta đôi khi chúng ta đừng sợ hãi những điều gì xảy ra, Chúa làm, để cho Chúa làm. Bây giờ trong cuộc đời chúng ta có thể chồng, vợ, gia đình, anh chị em trong gia đình chúng ta, có thể là cha mẹ, bà con, bạn bè chúng ta nữa. Những người đó có thể rất là cứng, rất là cứng. Nhưng mà nên nhớ là Chúa làm. Làm sao vậy? Philip làm gì? Ông trung tín, ông luôn luôn, ông làm mọi phép lạ của Đức Chúa Trời. Tại người ngoại họ không nghe chúng ta giảng đạo đâu. Người ngoại họ không nghe chúng ta giảng triết lý hay là thần học. Nhưng mà người ngoại họ chỉ thấy gì? Cái pháp lạ của Chúa. Chúng ta khoan làm chứng nhiều. Chúng ta cứ cầu nguyện trong đức tin của mình, làm mọi điều để phép lạ, thi hành phép lạ của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi mà họ, cái điều mà họ, ông này ông sợ á, là tại sao? Tại vì đó giờ ông làm không được. Bây giờ Đức Chúa Trời làm được. Philip đến đâu người bại được đi, kẻ hòa được đi, rồi tất cả những uế linh ác linh chui ra. Thành ra ông thấy điều đó. Còn hồi xưa giờ chúng ta biết những người làm ma thuật này đó có khi cũng rất khỏe, tại cúng tổ này tổ kia nó không hù hộ. Tại những người đó họ thờ rất là nhiều thần, mà nhiều ông thần nữa. Thành ra nhiều khi gọi ông thần này, ông thần này bị đóng cửa rồi, ông đi vacation rồi, cho nên kêu ông thần kia. Cho nên tất cả nhiều thần họ sẽ bị confusing, không có làm phép lạ như vậy đâu. Nhưng mà chính Chúa Giêsu, chỉ một mình Chúa Giêsu làm điều đó, cho nên lý do đó mà phép lạ xảy ra. Philip làm điều đó. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng đừng kìa tìm cái plan B. Có người chúng ta thường thường plan A rồi plan B, backup plan rồi many plan. Rồi không được này, rồi hao lấy kia. Bây giờ tới đó làm chứng không được, thôi dẫn họ đi ăn nha, cho đỡ quê. Không, chúng ta phải plan A là plan A. Chúa lên đó là Chúa làm phép lạ, Chúa làm đó, đến đó là Chúa chữa lành. Phải plan A, đừng bao giờ plan B. Tại plan B là biết chắc chắn rồi. Là đức tin mình gì? Dạ. Đức tin lung lay mình mới plan B. Thành ra quyết tâm điều đó. Bởi vì sao? Chúa làm phép lạ và Simon chịu báp têm. Bây giờ còn một bước nữa chúng ta sẽ thấy. Sau khi đó thì ông làm gì? Ông rất thích cái nghề của Philip. Tại thấy ông này hồi đó giờ mình cũng làm, cũng tương giống như ông á. Bây giờ thôi thấy ông Philip này đã quá, muốn đi theo ở chung này. Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống. Simon liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ và nói: xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Khoái phải không? Ở đây có nhiều người khoái lắm à, giống thấy là phép lạ. Nhiều người đến mấy cái conference á, thấy mà ông mục sư đặt tay té rầm rầm á, ông mục sư ơi tôi đưa đầu vô ông mục sư ông cầu nguyện để tôi giống nha. Về tôi quơ thử coi kia có té không. Phải không? Simon cũng vậy. Ông thấy Philip làm những dấu kỳ phép lạ của Chúa thì cũng mê lắm. Bởi vì cái nghề của ông là nghề đó mà. Chúng ta biết ở hội thánh này cũng có những người cũng thích cái nghề đó đó. Cũng xin tôi mở ở đây. Thêm cái nghề đặt tay. Cho nên đây là cái như gì? Ông dùng gì? Ông dùng tiền mua chuộc. Simon thấy ông, tại vì những cái tiền đó ông collect rất nhiều, thời đó thì làm mấy cái nghề đó nhiều, rất là nhiều tiền. Thường thường mấy ông đó cũng xạo lắm. Tại ông nói là ô này tôi không nhận profit đâu, nhưng mà thường thường ta cũng bỏ túi không. Chúng ta thấy đúng không? Tôi không lấy tiền đâu, nhưng mà họ cũng cho rất là nhiều. Mấy ông đó giàu lắm. So bây giờ bước tới thì ai thấy? Phi-e-rơ thấy được cái điều đó xảy ra. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Anh chẳng được giữ phần hoặc chia sẻ trong việc đầy đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. Thành ra chúng ta được Chúa cứu rồi là một chuyện, nhưng mà con người xác thịt của mình là một chuyện thứ nhì. Con người xác thịt của mình là có lòng tham. Thấy người ta hành nghề đó thì sao? Muốn giống như Philip phải không? Vì thời nay có không? Chắc chắn có phải không?
thấy David cầu nguyện nha, thôi tôi muốn bắt chước David cầu nguyện, kêu David đặt tay lên rồi làm giống như David thử ấy. Mọi người được gì? Đức Thánh Linh ban cho, chứ không phải là chúng ta xin Đức Thánh Linh để người kia chuyển qua cho. Ok. Chúng ta chuyển tải cái đức tin của chúng ta, chuyển tải Thánh Linh chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể chuyển tải đức tin được. Nên nhớ rằng cầu nguyện chữa lành là bởi đức tin, mà cái người đó có đức tin họ cầu nguyện mới là được lành. Thành ra chúng ta không phải dựa cái tay của ông này ông đặt lên rồi chúng ta mới có thể được cái ơn đó đâu. So bây giờ mới thấy nè, bây giờ xảy ra sao? Hãy ăn năn việc ác đi. Có tiền đó, không chừng ông đưa cũng 1 triệu vô đó. Nhưng mà không mua được, phải không? Tại sao? Phi-e-rơ là người của Đức Chúa Trời, Philip là người của Đức Trời, tất cả các 12 môn đồ thay vì đã bị giết chết rồi nhưng mà Chúa cho sống để mục đích của Chúa, làm vinh hiển của Chúa, thì họ thấy được cái điều ác liền. Thời nay có không? Có. Chúng ta bị tiền che mắt chúng ta không? Làm điều ác có không? Có. Thành ra chúng ta đặt tay đâu hết đâu, bởi vì vẫn còn làm điều ác. So, bây giờ phải nhớ như thế này, hãy ăn năn việc ác đi. Làm sao? Cho nên chúng ta không cần phải học ra là mục sư. Ok, mục sư để đi giảng dạy, đúng, phải học. Nhưng mà cái vấn đề, cái ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là tất cả mọi người chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta được cái ơn đó. Nhưng mà cái problem là chúng ta sao? Chưa ăn năn. Chưa ăn năn. Thành ra chúng ta cầu nguyện nó không hiệu quả. Cầu nguyện không hiệu quả. Vì sao? Có những cái vết dơ trong đó mà chúng ta không ăn năn hết, thì chúng ta càng cầu nguyện lại càng vấn đề nhiều hơn, thì chúng ta sao? Bỏ cuộc. Nhưng mà Chúa cho chúng ta cơ hội. Câu cuối cùng chúng ta thấy nè: vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác. Simon trả lời: xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó. Đúng vậy không? Ít ra Simon sao? Hổ tự ái cao, phải không? Tôi hồi đó hồi xưa làm thầy mà, chữa bao nhiêu người đó, mấy kia múa già quẻ là có hết rồi đó. Mà giờ ông phải gì? Cúi đầu, phải không? Xin các ông cầu nguyện cho tôi. Cái gì? Những gì các ông nói đó, hãy cầu nguyện cho tôi. Thường thường chúng ta mà nghe ai nói cái gì, cái yếu điểm của mình, kêu mình ăn năn đi đó, là chúng ta làm sao? Cảm ơn có người trả lời. Phải không? Họ tự ái liền tại chỗ, phải không? Ăn năn đi, tự ái liền tại chỗ, sực liền. Tại sao nó sai? Bộ vô không sai hả? Bộ vô không yếu đuối mà. Phải không? Cãi lại. Đúng, ai cũng có yếu đuối hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề Chúa hỏi là ai ăn năn, chứ không phải Chúa hỏi ai ai mạnh ai yếu. Chúa kêu ăn năn đi thì để tôi không mắc phải điều đó nữa. Những điều chúng ta phải moi ra hết, moi ra hết, để tôi không mắc phải điều đó. Thì tôi biết chắc chắn Simon sau đó thì được giải phóng. Chúng ta có thể một cái quá khứ đen tối, tất cả chúng ta đều ít ra cũng có chút nào đen đen. Đen tối, ok. Không đen cũng xám xám. Ít nhiều gì cũng có. Nhưng mà sao? Cái quan trọng là sao? Chúa muốn chúng ta trở thành sứ đồ chứ không phải là tín đồ. Chúa muốn chúng ta mỗi người trở thành sứ đồ, bởi vì mỗi ngày Chúa cho chúng ta sống để có kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống không phải để làm tín đồ bình thường. Chúng ta là những sứ đồ của Đức Chúa Trời ban cho. Tại sao tất cả những người kia bị bắt bớ, bị giết hết, mà Chúa để cho mấy ông đó sống? Để chi? Để ông làm việc vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta, Chúa để chúng ta sống để làm việc gì? Chứ không phải làm tín đồ. Làm tín đồ cũng vẫn chết. Kết luận tôi hôm nay: sau khi đã làm chứng và giảng đạo Chúa, Phi-e-rơ và Giăng trở về Jerusalem, vừa đi vừa truyền giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Tạo năng động của tâm linh là gì? Khi chúng ta nhìn thấy được sự bất phục, mà sự bất phục đó qua Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời. Khi Chúa làm chủ cuộc đời thì mọi người sẽ được vui vẻ. Chúng ta thấy mỗi khi hội thánh có người tin Chúa thì sao? Có vui vẻ phải không? Hội thánh mà năm này tháng kia không ai tin Chúa, không bao tất tèo, trở nên buồn lắm. Chán lắm.
không ai vui vẻ trơn. Tại sao? Cái không khí đó không phải chúng ta tạo ra đâu. Tại vì Chúa nói sao? Một người tin thì ở trên thiên đàng vui mừng. Trên thiên đàng vui mừng là cái thế giới linh. Thiên đàng không phải tuốt trên kia. Tại đây, tại nơi mà chúng ta đang ngự đó là thiên đàng. Tại vì cái thế giới linh không phải là ở trên, ở dưới, ở đây kia. Thế giới linh là một cái thế giới mà chúng ta không thấy, nhưng mà thế giới đó thấy mình. Thì khi mà điều gì xảy ra thì có sự vui mừng ở tại đó. Chúng ta thấy một người tin Chúa là cả thiên đàng thổi kèn ta 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 ta, thì chúng ta sẽ gì? Mọi người sẽ vui mừng. Bởi chúng ta không làm chứng chúng ta buồn lắm. Tại sao? Hỏi tại sao tôi buồn phải không? Không ai buồn hết trơn á. Buồn là tại vì chúng ta không ai tin Chúa hết trơn á. Tại trên thiên đàng đâu ai thổi kèn đâu. Mỗi lần có lắc chuông đâu, đâu nghe đâu. Nếu mà chúng ta biết được điều đó thì chúng ta cứ làm đi, thì Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy trong chúng ta. Chúa cho chúng ta Kinh Thánh để chúng ta hầu vì Chúa, để chúng ta hiểu được. Mỗi ngày hãy nhớ rằng khi mà Chúa bắt phục chúng ta, conviction, mỗi cuộc đời chúng ta, đừng nói tôi không có khả năng. Chúng ta đang từ chối Chúa đó. Đừng nói tôi không có ơn. Chúng ta là nói người là vô ơn. Thành ra nhiều khi chúng ta bị dạy sai đó. Nói Chúa ban ơn cho người này, Chúa ban ơn người kia làm sứ đồ, Chúa ban ơn người này tiên tri, Chúa ban cái này cái nói tên lạ, Chúa ban ơn người đó. Chúa ban cho. Rồi chúng ta nói tôi không ai, Chúa không ban cho hết trơn. Tôi không tứ gì hết trơn. Là chúng ta mở miệng ra lời nói gì? Đó là nói vô ơn. Đừng nói lời vô ơn với Chúa nữa. Khi Chúa ban ơn chúng ta không phải chỉ bao nhiêu đó thôi, Chúa ban ơn nhiều thứ khác. Quan trọng là lời phát ra của chúng ta tin ở nơi nào. Chúng ta, tại vì chúng ta sống một cái nơi đó lúc nào cũng có sự cay đắng hận thù. Chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ bi quan, chúng ta lúc nào cũng thấy những điều đó là sai trật, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy những cái ơn phước của Ngài đổ đầy trên chúng ta. Tại có bao nhiêu phải đủ cho đời sống, có bao nhiêu để đủ cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta nhắm mục đích nhiều quá. Nhiều người cũng nhắm mục đích, ồ tôi phải có bao nhiêu đó tiền, hay là tôi có bao nhiêu căn nhà, hay là tôi có chiếc xe đó, hay là tôi có cưới được người này. Cứ nhắm cái đó mà cứ thẳng tiến hoài cho đó, thì tiến hoài mấy chục năm rồi cũng chưa có. Cũng dậm chân tại chỗ thôi. Tại chúng ta nhắm trật. Cái mục đích Chúa cho chúng ta là phải cái điều đó đâu. Chúa nói là nếu mà tìm kiếm Chúa thì mấy điều kia nó mới chạy theo, chứ chúng ta không có nhắm cái đó được. Thế là lý do mà chúng ta không được, bởi vì chúng ta nhắm trật. Đến với Chúa, nếu mà chúng ta muốn tìm điều mới lạ trong Chúa, tìm sự hạnh phúc trong Chúa đó, thì đến với Chúa thường xuyên. Đến với Chúa như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta biết cái ân tứ của mình, thì chúng ta hành động gì? Những dấu kỳ phép lạ. Mỗi ngày thấy được dấu kỳ phép lạ không? Thấy không? Nếu không thấy là chúng ta có vấn đề con mắt mình rồi đó. Đi mổ mắt đi. Đau mắt. Chúng ta phải thấy mỗi chi tiết mà Chúa làm. Tại vì sao? Chúa tập tành chúng ta thấy được điều đó. Là sứ đồ của Chúa, chúng ta phải thấy tất cả những cái hoạt động của vương quốc của Ngài làm. Bằng chứng như thế này. Và đơn giản thế hằng. Làm sao chúng ta đi tới đây được vậy? Túng chạy xe. Sao xe chạy được vậy? Đổ xăng đúng vậy. Sao đổ xăng nổi vậy? Chúng ta cứ trade down hết tất cả những gì chúng ta đi là cái gốc á, thì phải hiểu được. Nhá. Phải hỏi lợi ngược lại làm sao chúng ta có cái đó. Hỏi người kế bên sao tôi có vợ hay anh đó. Nhớ cho. Ê rồi. Nhá. Nhớ tôi không nha. Dạ. Thành ra có những lúc đây là những cái điều mà chúng ta phải thấy mỗi ngày. Cứ tập thấy mỗi ngày thì chúng ta appreciate điều đó. Tại chúng ta không thấy, chúng ta có complain người kế bên, thì complain người kế bên thì từ lần hồi Chúa lấy đi. Mà Chúa lấy đi gì? Chúa lấy đi cái niềm vui của mình, chứ không phải Chúa lấy đi cái người đó đâu. Chúng ta có tru người đó cũng không chết mà. Mà Chúa lấy đi niềm vui của mình, niềm vui mình mất đi. Hãy đến với Chúa, thấy những gì tốt đẹp,
những gì chúng ta tạ ơn, những gì chúng ta biết ơn, thì chúng ta sẽ có niềm vui trong đó. Đó là phép lạ của Chúa xảy ra trên đời sống. Hãy thấy mỗi ngày để đời sống chúng ta có sự phước hạnh.